Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em Thanh Hà Audio. Và tiếp tục thì hôm nay em xin giới thiệu đến các bác về một cái chiếc đầu CD đến từ cái thương hiệu Tech. Và cái sản phẩm trước mắt các bác này thì có mã là Tech 25XS các bác ạ. Sản phẩm này thì về trực tiếp từ thị trường Nhật và nó sử dụng cái nguồn điện ở đây là 100V các bác nhé. Nhắc sơ qua về cái sản phẩm Tech 25XS này thì lần đầu tiên thì nó được chào bán vào những cái năm 1998. Và trong cái dòng Tech 25 này thì có 25 trơn này, 25X và 25XS. Và như vậy thì rằng là đây thì là cái sản phẩm cao cấp nhất ở trên cái dòng CD Tech 25 này. Và Tech 25XS thì được các bác chơi audio đánh giá nó khá là cao nhờ cái chất âm nó ngọt ngào này, chi tiết, tách bạch và bài hát thì cũng như là lời và trung âm thì nó rất là dày dặn. Vì vậy mà cái bài hát thì nó sẽ có cái chiều sâu và thích hợp cho các bác nghe các cái thể loại nhạc như là nhạc bolero này, vocal, nhạc vàng hay là nhạc trữ tình, vân 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 vân. Vì vậy mà nó hợp với lại khá nhiều các cái thể loại nhạc của nhạc Việt mình ạ. Ở trên cái dòng CD Tech 25 này thì nó được mệnh danh là cái loại gọi là lôi đồng cuối đá. Vì vậy mà nó cực kỳ là nặng. Cái sản phẩm này thì nặng lên đến trọng lượng lên đến 23 cân các bác nhé. Và em này thì sử dụng cái bộ cơ là VRDS, cực kỳ là bền trong cái quá trình sử dụng cũng như là nó chạy rất là mượt, rất là êm. Đấy. Ở thời điểm hiện tại thì mặc dù là nhạc số thì nó đang dần phát triển, dần đang dần là lên ngôi và các bác nghe nhạc audio ấy thì cũng dần là có cái xu hướng gọi là chuyển dịch từ nhạc số từ cái cách nghe nhạc truyền thống, nghe nhạc CD đấy qua cái nghe nhạc số. Mà cái em này thì lại được tích hợp luôn cả cái bộ phận giải mã lên đến 20 bit các bạn. Vì vậy mà các bác sẽ mua một mà các bác sẽ được hai, cũng như là bán bia kèm lạc ấy ạ. Như vậy thì Tech 25XS này thì được các bác chơi audio đánh giá cao đấy nhờ cái khả năng giải mã nhạc số. Và nó dùng chung cái bộ phận mạch điện với lại em Esoteric D3 và nó có cái mã là DSRLL. Đấy. Mà các bác đã biết rồi đấy thì các cái sản phẩm của Esoteric ấy thì đều lắp ráp cũng như là các cái linh kiện ấy thì nó quá là đắt. Vì vậy mà cái giá thành nó cực kỳ là cao. Đấy. Em này cùng thì cũng lại dùng chung cái bộ phận mạch điện với lại Esoteric D3 đấy thì nó rất là có giá trị. Đấy. Và em máy này thì có cái kích thước chiều ngang thì là 44.2 và chiều cao thì là 14.5 và chiều sâu thì là 34.4 các bạn ạ. Trọng lượng là 23 cân. Và em này thì về hàng ở bên em thì còn đủ chân chén này, khiển và dây nguồn các bác nhá. Đấy, mặc dù là đây thì là một cái sản phẩm nó cũng không phải gọi là quá là xuất sắc lắm, thế nhưng mà nó cũng còn cực kỳ là mới, cực kỳ là đẹp các bạn. Mà cái sản phẩm bên em thì cũng hiện tại thì nó cũng có giá cực kỳ là dễ thở thôi, không quá cao đâu ạ. Đấy. Các bác nhìn các cái con ốc ở trên này, nó vẫn còn sáng lắm ạ. Hai cái đường RCA này rất giống với lại trên các cái con Esoteric các bác nhé. Đấy, vì là nó cùng ngày trước đây thì nó cùng chung một hãng mà. Vì vậy mà nó sử dụng cái chân rất dần giống nhau. Sản phẩm này thì bên em vừa mới về trong buổi chiều ngày hôm qua mà vì vậy mà em cũng chưa có lau dọn cũng là chưa làm vệ sinh. Đấy, thì nó gồm 4 cái chân chén này, khiển này và dây nguồn các bạn. Dây nguồn thì nó sử dụng chung với lại cái con Esoteric này. Đấy. Hãng Kawasaki cung cấp. Và cái sản phẩm này về hàng bên em nó thực sự là nó cũng, nếu như mà nói là xuất sắc thì nó cũng không phải là xuất sắc, nó vẫn có cái điểm trừ một vài cái vết xước nhỏ. Vì vậy mà bên em thì trên thị trường thì nó có mức giá 34-35 triệu rồi, thậm chí có shop bán đến tận 36 triệu rồi, nhưng mà tại vì về hàng thì em thấy là nó cũng vẫn có những cái điểm trừ. Vì vậy mà cái em này thì có mức giá là 31 triệu các bác nhé. Các bác quan tâm về sản phẩm hay là có cái nhu cầu order hàng Nhật thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là
qua fanpage, em có để phần mô tả nhé. Và em cũng xin được dừng cái video này tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.